Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Và trước ống kính máy quay hôm nay là một chị khách hàng rất là xinh đẹp, chị vừa thực hiện phun môi xong. Thì chúng ta hãy cùng giao lưu với chị để hỏi qua một chút về những cái cảm nhận của chị khi mà thực hiện phun môi cũng như là xóa sửa mày tại DK nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chào tất cả mọi người. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết là chị tên là gì và đến từ đâu được không chị? Mình tên là Toan, mình ở Hà Nội. Vâng ạ, thì không biết là cơ duyên nào mà chị Toan lại biết đến DK để chị hôm nay quyết định đến đây để gửi chọn mặt gửi vàng chị ạ? Chị được một bạn giới thiệu làm dịch vụ. Vâng ạ. Bạn chị thấy làm cũng rất là đẹp nên là chị đến để làm dịch vụ. Vâng ạ, thế có nghĩa là bạn mình giới thiệu cho mình và mình nhìn những cái sản phẩm của bạn mình thực tế rồi đúng không ạ? Thì khi mà chị được bạn giới thiệu ấy, thì chị có tìm hiểu gì thêm nữa không hay là chị hoàn toàn tin tưởng và chị đến DK để chị gửi gắm luôn? Chị có xem trang Facebook và đọc các cái thông tin chia sẻ của khách hàng. Dạ vâng ạ. Chị thấy là cũng là một cơ sở uy tín. Vâng ạ. Cũng khá nhiều người bạn của chị có làm ở đây cũng có giới thiệu. Vâng ạ. Chị đã chọn dịch vụ. Vâng, thế đây cũng như vậy là chị đã tìm hiểu rất là kỹ càng và biết DK là một đơn vị rất là uy tín trong lĩnh vực làm đẹp nên chị mới quyết định đến đúng không ạ? Vâng, thì không biết là cái cảm nhận của chị khi đến với DK ạ thì chị cảm thấy có giống như cái lúc mình tìm hiểu không chị? Cơ bản là chị rất là hài lòng. Thứ nhất là khi đến thì được các bạn ấy tư vấn rất là kỹ. Dạ vâng ạ. Các bạn cũng có xem tình trạng mày và môi của chị và cũng có tư vấn rất là phù hợp. Vâng. Còn qua trong quá trình làm thì môi của chị thì tương đối là mỏng. Dạ vâng ạ. Làm cũng bạn cũng rất là cẩn thận. Khi mà chị có hơi đau một chút thì bạn cũng cố gắng làm nhẹ hết sức và trong quá trình làm chị thấy rất là chăm sóc và quan tâm. Dạ vâng, là trong xuyên suốt cái quá trình luôn đúng không ạ? Từ khâu tiếp đón cho đến lúc mà chuyên gia viên thực hiện thì tất cả đều được chăm sóc rất là tận tình. Và như chị chia sẻ thì trong cái quá trình chị làm mà nếu chị đau một chút thì là chuyên gia bên em sẽ ủ tê hỗ trợ cho mình thêm luôn đúng không ạ? Vâng. Thì hôm nay là chị vừa thực hiện phun môi xong đúng không ạ? Thì em mời ống kính sẽ zoom cận một chút đôi môi của chị nhé. Đây là môi của chị Toan sau khi vừa thực hiện phun môi phủ xương 3D xong đấy ạ. Chúng ta có thể thấy là môi rất là căng móng, màu môi thì rất là trong trẻo. Và chị vừa thực hiện xong nên môi của chị có hơi nề tê một chút chứ không hề có dấu hiệu sưng tấy hay là bị phồng rộp lên như mà mọi người vẫn hay tưởng tượng về vấn đề phun môi. Chị Khan ơi, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái cảm giác trong cái quá trình mình phun môi không? Là mình có thấy đau quá không hay là ngoài sức chịu đựng của mình không chị? Nói chung là ban đầu thì mọi người cũng nói là phun môi từ xưa ấy, chị cũng nghĩ phun môi rất là đau. Vâng ạ, cũng đã chuẩn bị một cái tinh thần là phun môi là đau rồi nhưng mà vì muốn đẹp cho nên là sự cố gắng quyết tâm đúng không ạ? Quyết tâm là đi làm. Vâng ạ. Trong quá trình làm thì đúng là có những lúc nó đau nhưng thực ra mọi người cũng yên tâm là nó trong sức chịu đựng của mình thôi. Vâng ạ. Các bạn kỹ thuật viên thì mình cảm thấy là các bạn ấy rất là cẩn thận trong quá trình làm, mà khách chẳng hạn như hơi đau thì mình hơi nhíu mày một chút thì các bạn cũng biết ngay và vâng, sẽ cảm thấy là nhẹ. Vâng, như vậy là như chị chia sẻ là lúc đầu là chị đã nghĩ là sẽ là rất là đau. Nhưng mà hôm nay mình đến thì mình thấy là nó đau không như mình nghĩ đúng không ạ? Vâng, nó chỉ là trong cái sức chịu đựng của mình. Trong sức chịu đựng. Và hơn nữa là chuyên gia bên DK là chỉ cần để ý từng cái sắc thái nhỏ nhất của chị, dù là nhíu mày thôi đã biết là cần phải hỗ trợ chị về thuốc tê rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Thì như em thấy là mình còn đang thực hiện là xóa hút laser lông mày tại DK đúng không chị? Chính xác. Vâng, thì chị có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng lông mày cũ của chị, tại sao chị lại quyết định đến DK để sửa cặp mày không ạ? Lúc mày của mình thì mình làm cũng là lâu rồi, nó vâng cũng ạ. Làm 2 lần rồi. Vâng thì ạ. Nó cũng là cái dáng tương đối là cũ. Thì nó cũ cho nên là nó hơi cong lên một chút. Vâng ạ. Mình cũng muốn sửa cái dáng đấy. Vì bây giờ mình thấy mọi người làm hơi ngang và hơi đi lên một tí. Vâng. Là cái dáng mày thanh thoát hơn. Dáng đúng mày thanh thoát vâng hơn. Cho nên là mình muốn sửa để nó phù hợp với gương mặt của mình thôi. Vâng ạ. Thì cái mong muốn của chị về cặp mày mới thì sẽ là như ạ? Một cặp mày cá tính hay là phù hợp với gương mặt của mình ạ? Chung là mình muốn một cặp mày mảnh vâng cũng là nhẹ nhàng thôi. Dạ vâng. Thì em nghĩ là khi mà chị đã chọn DK chắc là chị cũng tìm hiểu rất là kỹ về dáng mày và hoàn toàn tin tưởng vào master ở bên em đúng không ạ? Đúng rồi. Mình thấy là các bạn đi tư vấn cũng sẽ rất là phù hợp với cái gương mặt của mình. Ví dụ như cái màu môi chẳng hạn, các bạn cũng tư vấn cho cái màu nó phù hợp với nước da. Dạ vâng ạ. Mình nghĩ là cái mày thì các bạn cũng sẽ chọn cho mình một cái dáng mày hơn. Vâng ạ. Thì với cái sự tư vấn và cái cặp môi mà chị đang có hiện tại á, thì chị cho trên thang điểm 10 chị cho đôi môi này điểm mấy á? Hiện giờ thì nó đang hơi sưng vâng cho nên là cũng chưa thể đánh giá chính xác, nhưng mình nghĩ là ở mức độ hiện giờ thì mình cũng đang khá hài lòng, có thể 9-9.5 vâng. Thế là cũng điểm cao rồi, còn 0.5 điểm nữa là mình sẽ chờ cái kết quả đúng sau rồi. Khi bong đúng không ạ? Vâng. Thì em tin là với cái sự hài lòng về đôi môi của chị thì với cặp mày chị cũng sẽ hài lòng hơn nữa chị nhá. Và em chúc chị sẽ có một cặp mày như chị mong muốn, và chị tin, em tin là khi chị đặt niềm tin tại DK thì mình sẽ không bao giờ thất vọng nữa. Vâng. Các bạn tư vấn viên và vâng kỹ thuật viên đã cho mình trải nghiệm rất là tốt ở DK.
Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Toan. Thì em mong là chị sẽ có một cặp mày như ý và mình sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị. Và các bạn đang xem dõi livestream ngày hôm nay thì hãy cùng đón chờ kết quả cuối cùng của cặp mày của chị Toan nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.